nhú như này nè, đó nó ra ú ú như này nè, đó nó thì trên 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 cái cây thì nó ra bông như này, còn trên cái đọt non cái lá ha thì bắt đầu là gì, đó là nó sẽ đi đi cái đọt non đó, cũng như là cái vườn này quý con, cái vườn này nè đó quý con thấy bên cái bầu bên kia ha, đọt non nó cũng ra, tuy nhiên thì nó cũng vừa vừa thôi chứ nó không có ra mà tập trung ra. Xin vâng, chào mừng tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Noga dùng quý con ha. Đó thì ở video này thì Kia chia sẻ cho tất cả quý con ta luôn. Hôm gài cũng rất là nhiều quý con gọi điện thoại cho Kia cũng như là để lại cái bình luận dưới video quý con. Thì cái giai đoạn mà chúng ta xử lý làm bông nghịch mùa mà để cho chúng ta bán vào cái tháng 7 tháng 8 sắp tới quý con. Đó, thì trên cái sau khi chúng ta làm bông rồi á thì bông nó đang ra, nhưng mà những cái đọt mà nó ra như thế này nè quý con nè. Đó, nó ra hơi lâm nhâm ha. Cũng bà con hỏi là bây giờ là cái đọt nó ra như thế vậy ha, thì chúng ta có chặn lại được hay không đó, là để cho cái bông cho nó mọc đó. Thì đây là cũng một cái chủ đề mà ngày hôm nay ra chia sẻ cho tất cả quý con ta, để cho quý con ta vững vàng mà để áp dụng vào cái vườn của mình nha quý con nha. Đó khi mà quý con xử lý làm bông rồi quý con ha, khi mà cái bông mà nó ra như này nè quý con nè, nó ra nhú như này nè, đó nó ra ú ú ú như này nè, đó nó thì trên cái cây thì nó ra bông như này, còn trên cái đọt non cái lá ha thì bắt đầu là gì, đó là nó sẽ đi đi cái đọt non đó, cũng như là cái vườn này quý con, cái vườn này nè đó quý con thấy bên cái bầu bên kia ha, đọt non nó cũng ra, tuy nhiên thì nó cũng vừa vừa thôi chứ nó không có ra mà tập trung ra quá dữ ha, quá dữ đó. Thì bông hiện tại cái vườn này nó ra gì rồi quý con ơi, đây bắt đầu nó ra gì nè, ra gì cũng rất là đều luôn, rất là đều luôn, ra nhiều lắm bà con này, đây nó nhú nè, bắt đầu nó nhú nè, cái nào đó nó ra tập trung rồi thì cái nào nó nhú nữa nè quý con nè, nó nhú rất là nhiều luôn, hầu như là 100% nó đạt luôn quý con, đây nè, quý con thấy nè, đang ra nè. Nó đang ra gì nè đó, nhưng mà ở ngoài thì đọt non nó đang đi đó, thì quý con lúng túng rồi, lúng túng quý con gọi điện thoại để hỏi cho hỏi Kia đó, thì Kia cũng kiếm cái vườn nào mà đang ra bông như thế vậy ha, mà cái đọt non cũng đi gần giống như cái mô tả quý con luôn, thì đến ngày hôm nay được Kia về Tân Phước Tiền Giang đó, thì thấy cái vườn này nó cũng vừa cái theo cái quan điểm quý con chia hỏi Kia luôn ha. Thì đó là Kia cũng quay phim lại cái video lại chia sẻ với con đó, quý con thấy nè, đó ở trong đây nó nằm gà nữa nè, còn gà nữa nè, đó con thấy ha, gà khá là nhiều luôn, đây gà bông nó mập chứ không phải là gà bông ốm nha quý con nha. Đó, thì thường xuyên thì Kia cho phun cái 630/30 ra qua đồng loạt và cái Amno Combi đó. Đó nó gà bông nè. Đó thì ở đầu video thì Kia mời tất cả quý con cùng ra đi thăm vườn đó, thì là cuối video thì Kia chia sẻ cho quý con ha về cái nội dung cũng như là cái chủ đề ngày hôm nay đó, là cái bông mà đang ra thế gì mà cái đọt ở ngoài đang đi đó, thì có ảnh hưởng gì tới cái bông hay không đó quý con nha. Đó ra bông nè, đó đẹp không quý con ha, khá là đẹp luôn đó, cái lá gai lá đài này thôi ok anh nằm bầu quanh luôn. Ở trên này nè, ổ gà nè bà con ơi. Đó, đẹp ha. Cực kỳ đẹp luôn quý con ơi. Khá là ok, khá là tuyệt vời luôn. Đây, nó nhú nữa nè. Đó, nó nhú nè. Đây, nó nhú nguyên một chùm luôn đó quý con. Đó, nguyên một chùm luôn ha. Đẹp ha. Dạ. Cái nào đẹp chút. Này đẹp đúng không? Đó, đây sư phụ à. Sư phụ nói cái này đẹp nè. Đó, mà đẹp thiệt quý con ơi. Nhìn nó đẹp thiệt, út nút luôn. Đây nè, đó. Đó, đẹp nè, cái này đẹp ok nè ha. Ở dưới đây còn đẹp hơn trên nữa này sư phụ. Đó. Đây sư phụ thấy cái này cái tỷ lệ ra bông đạt dữ không sư phụ? Cái này cũng ra 100% rồi. 100% không? 100% rồi. Dư luôn không? Dư. Đây, những cái bông này ra sư phụ thấy trái không? Trái ha. Đó, đây là sư phụ à. Đó. Ok nè. Đó, ra nè. Đó, ra dữ lắm ra bà con ơi. Đó.
gai rất là khỏe luôn. Đây út nút nữa nè quý con ơi, út nút nữa nè, đó khá đẹp luôn ha. Cái bông đẹp dữ luôn này chú, bông này phải nói là tuyệt vời luôn nè. Đó, cái lá hai cái lá gai lá đầy nè. Ôi ơi coi nè, quá đẹp luôn. Đó. Cái này nữa để chùm trái luôn. Ngoài ra nó còn ra đây nữa nè. Đó, nó ra đây nè, nó ra ở dưới nè, từ ở trong thân mình mẹ luôn nè. Đó, dưới đây nữa nè. Đó. Đó đây nữa nè. Ôi nó ra đều gan luôn. Đó. Trên đâu? Ở trên nữa kìa. Đó, anh kêu ở trên nữa nè. Uống nút, nút luôn ha. Đó. Trên đó nó gà thôi. Trên đó nó gà nữa nè. Ồ, nó gà trên đó đó rồi con ơi. Nói chung là gà nhiều lắm. Đó. Thì nãy giờ quý con, thì kia cũng mời quý con cùng ra đi thăm vườn ha. Đó thì giờ chúng ta gần cứu vô rồi, chúng ta xoay quanh là cái chủ đề. Đó. Quý con đặt ra cho kia. Nó thì bông đang ra mà đọt đang đi như thế vậy. Đó thì chúng ta làm sao để cho bông nó mọc. Đó. Thì quý con cũng lưu ý ha, khi mà cái tỷ lệ hoa mà ở trên cái thân cây quý con mà nó ra tầm khoảng ở từ 60 đến 70% trên tổng cái số lượng cây, cũng như là cái tỷ lệ hoa mà nó ra trên cây như thế này nè. Giả sử như như cái vườn này là 600 cây quý con thì hầu như là nó ra 100% luôn. À, 100% nó nứt cái nanh ra như thế này nè. Đó, ha. Nứt nanh ra như này. Hoặc là 600 cây mà nó ra được 400 cây, 400 cây quý con. Đó mà nó ra tập trung như thế này nè. Đó. Đó thì mà nó có những cái đọt mà đi hơi như thế gì quý con ha. Thì quý con cũng an tâm cho kia, quý con khỏi cần chặn cũng được nữa ha. Nó khỏi cần chặn lại. Thì ở trong thân thì quý con là gì? Phun cái 630-30 ra qua đồng loạt và cái Amono Combi. Đó đi thì quý con phun cho kia tầm 2-3 cử vậy ha quý con nha. Đó, thì để là gì? Để chúng ta thúc cái mầm ba cái mầm bông như này nè. Đó, quý con thấy trên màn hình ha. Đó, thúc mầm bông như này để cho nó sinh trưởng và nó phát triển cho có hoa để cho nó mập hơn. Đó, nó mập hơn và nó cái cuốn hoa cho nó xanh hơn, cái lá rai lá đài sau này á là nó được đẹp hơn, nó bóng mướt hơn. Đó. Và đồng thời là gì? Quý con sẽ thúc phân cho kia là gì? Là cái hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với cái Bumat Sa Băng và cái 20-20-15 một màu quý con ha. Đó thì cứ 5 bao quả cầu lửa 068 nè, quý con cộng một bao Bumat Sa Băng nè. Cộng tầm khoảng cỡ từ 10 tới 10 15 kg, 20-20-15. Đó, quý con trồng đều lại. Đối với những cái gốc cây mà nó như thế này nè, 2 năm như thế này nè quý con nè. Thì quý con gãy cho kia là một gốc 1 kg ha. Nè, một gốc 1 kg. Đó thì sau đó tưới nước giữ ẩm bình thường cho kia thôi. Đó thì khi mà quý con đợi những cái cây còn lại ha, mà bắt đầu nó nứt nanh như thế này, nó nứt nanh y gan như thế này luôn quý con nè. Đó, nước nanh gà gì ha. Đó, thì bắt đầu quý con đưa cái xô kéo bông vào cho kia. Đó, đưa cái xô kéo bông vào cho kia. Tưới luôn, bổ sung để cho là gì? Để cho cái bông, cho cái bông cho nó mập lên nữa. Ha, nó mập lên nữa. Đó. Thì còn ngoài lá mà nó đi lưa thưa. Đó, thì quý con an tâm. Quý con khỏi cần phun chặn đọt rồi cũng rất là ok luôn. Đó. Rồi thì kia ai vừa chia sẻ cho tất cả quý con ha, là cái nỗi lo âu của quý con là bông mà nó đang đi như thế này, bông mà nó đang ra nhú nhú như thế này mà ở ngoài lá mà đọt đang đi đó, thì có thể là chặn đọt hay không, hoặc là không cho đọt hay không đó. Đây là cũng cái video cũng là cái chủ đề để trả lời cho tất cả quý con ta ha, nắm rõ ha, để cho quý con áp dụng vào cái vườn của quý con để cho nó đạt hiệu quả nhà quý con nha. Đó thì một lần nữa thì Kia cảm ơn tất cả quý bà con theo dõi video này của Kia. Đó thì quý con thấy video hay, nhớ đăng ký kênh, like, subscribe cũng như là tạo động lực cho Kia tiếp tục cuộc hành trình mà đi thăm vườn cùng cho tất cả quý bà con tại vườn như thế này, để cho nói chính xác nhất nha quý con nha. Đó. Đó thì Kia tạm kết thúc video đây. Và hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18 giờ 30 phút hàng ngày quý con nha.